Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 601. Bài này làm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Nói bài này là bài nằm trong khóa cơ bản thôi, nhưng bài này thầy xếp ở phần nâng cao rồi. Làm bài này một số em chưa có kỹ năng, các em sẽ rất mất nhiều thời gian và có khi trong vòng phòng thi chúng ta đầu hàng nó. Vì thế thầy xếp bài này thuộc dạng nâng cao. Loại toán này là người ta sử dụng hai thí nghiệm. Và hai thí nghiệm này là hai thí nghiệm riêng biệt, hai thí nghiệm riêng biệt. Vì thế phương pháp giải của thầy vẫn là sơ đồ bảo tàng nguyên tố nhôm và công thức H cộng phản ứng bằng OH trừ bị mất. Đầu tiên là thầy vẽ cái sơ đồ của thí nghiệm số 1. Vẽ sơ đồ của thí nghiệm thứ hai. Ở sơ đồ số 1, điều khó nhất của chúng ta là làm sao biết được dung dịch nó rơi vào trường hợp nào. Trường hợp muối AlOH4 lần trừ dư hay trường hợp kết tủa tan tạo nhôm và cộng. Tương tự với thí nghiệm 2 cũng như thế. Thế thì thứ nhất, thầy dùng kinh nghiệm luôn. Trường hợp nào OH trừ H cộng dùng nhiều nhất? Có hai thí nghiệm thì thí nghiệm nào H cộng dùng nhiều nhất thì thí nghiệm đó chắc chắn H cộng dư. Và trường hợp kết tủa tan tạo ra nhôm 3 cộng là đúng. Như vậy, ở trường hợp 2 khẳng định luôn nhôm 3 cộng đúng. Với trường hợp thứ nhất, là trường hợp thí nghiệm đầu tiên H cộng dùng ít hơn thì chúng ta phải chứng minh trường hợp đó đúng. Thì nếu như kết tủa người ta cho các em ở hai thí nghiệm bằng nhau thì chắc chắn là ở trường hợp 1 là AlOH4 lần trừ dư là đúng. Nhưng nếu người ta cho các em khác khác nhau về kết tủa thì các em phải chứng minh, hoặc đơn giản nhất là các em xét hai trường hợp. Trường hợp nào có nghiệm đúng các em chọn. Ở bài này thì người ta cho các em kết tủa bằng nhau, như vậy là giảm cho các em độ khó tương đối rồi. Khi đó là trường hợp thí nghiệm 1, muối AlOH4 lần trừ dư. Trường hợp 2 là nhôm 3 cộng hiển nhiên rồi. Sau khi có sơ đồ đúng rồi thì chúng ta chỉ cần bảo tàng nguyên tố và sử dụng công thức là xong. Đầu tiên, với sơ đồ số 1, thầy có là sử dụng công thức H cộng phản ứng bằng OH trừ bị mất. H cộng bằng 0,2. A nhân 1 là bởi vì mất một OH trừ, như vậy có phương trình số 1. Ở sơ đồ 2, đầu tiên thầy bảo rằng nguyên tố nhôm, thầy có nhôm 3 cộng là X trừ A. Sử dụng công thức H cộng phản ứng, thầy có 0,6 sẽ bằng A nhân 1, đây, cộng với 4 nhân X trừ A, đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 suy ra A bằng 0,2, X bằng 0,3. Như vậy có thể trả lời câu hỏi được rồi. A bằng 0,2 thì M kết tủa bằng 15,6 gram, kem nhân với lại 78. X bằng 0,3. Như vậy đáp án này còn là đáp án C.